Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Sức khỏe và đời sống. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình: bố trí ngân sách nhà nước mua vaccine tiêm chủng mở rộng, hướng dẫn đăng ký khai sinh thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế online cùng lúc cho trẻ em, cảnh báo số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 98 về việc tiếp tục bố trí ngân sách trung ương cho Bộ Y tế để mua vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, cung cấp cho các địa phương. Chính phủ giao Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch, xác định nhu cầu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng theo từng chủng loại, cơ cấu vaccine cần thiết, danh mục, lộ trình tiếp nhận từng loại vaccine. Tổ chức mua vaccine tiêm chủng mở rộng theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời và an toàn. Từ ngày 10 tháng 7 năm 2023, người dân có thể thực hiện cùng lúc 3 thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thủ tục liên thông này được thực hiện đơn giản với 5 bước như sau. Bước 1. Người dân là cha mẹ, người giám hộ, người thân của trẻ em dưới 6 tuổi đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tại địa chỉ dịchvucong.gov.vn. Bước 2. Tìm kiếm Dịch vụ Công Liên thông đăng ký khai sinh hoặc bấm chọn mục Dịch vụ Công Liên thông khai sinh cai tử, chọn nộp hồ sơ trực tuyến. Bước 3. Kê khai tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Bước 4. Hệ thống tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Thời gian giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, không quá 4 ngày làm việc kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 5. Trả kết quả giải quyết thủ tục cho người dân. Bản điện tử được tự động gửi đến người dân tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Bản giấy được chuyển đến bộ phận một cửa cấp xã. Bộ Y tế vừa ban hành tài liệu hướng dẫn về khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi, áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Tài liệu hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi là công cụ hướng dẫn nhân viên y tế tuyến cơ sở, y tế thôn bản theo dõi sức khỏe liên tục cho trẻ em, sàng lọc các bất thường về thể chất, tinh thần cho trẻ em trong độ tuổi ngoài sơ sinh đến 24 tháng tuổi. Tài liệu do các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nhi khoa biên soạn qua nhiều lần đóng góp ý kiến và thẩm định. Tài liệu được nhân viên y tế sử dụng phối hợp và bổ trợ cho cuốn sổ khám sức khỏe bà mẹ trẻ em, hy vọng tạo thành một hướng dẫn chuẩn quốc gia, thể hiện sự chung tay của toàn xã hội, ngành y tế và gia đình trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em ngay từ giai đoạn sớm và ngay từ nền tảng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh tại nhiều địa phương. Đáng chú ý, số ca mắc và những ca chuyển nặng liên tục tăng chỉ trong thời gian ngắn. Trước tình trạng trên, Bộ Y tế cũng vừa đưa ra cảnh báo dịch sốt xuất huyết đang vào mùa cao điểm. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 40.000 ca sốt xuất huyết, trong đó khu vực phía Bắc có hơn 1.000 ca, cao hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Thanh Hóa, 2 tuần trở lại đây, số ca mắc sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng nhẹ, đa phần là các trường hợp mắc sốt xuất huyết ở các tỉnh thành phố khác trở về địa phương. Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm virus cấp tính, lây truyền qua vật trung gian là muỗi vằn. Bệnh thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua 3 giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Phát hiện sớm bệnh và hiểu rõ dấu hiệu của từng giai đoạn của bệnh là yếu tố quan trọng trong điều trị sốt xuất huyết. Ngoài cái triệu chứng sốt, sốt cao, sốt kéo dài ra thì bệnh nhân còn có các biểu hiện như sốt bạn nổi ban, sốt huyết dưới da, sốt huyết niêm mạc. Ngoài ra bệnh nhân còn có các triệu chứng đau mỏi cơ xương khớp, đau nhức hốc mắt. Thì đa số để phân biệt bệnh nhân có triệu chứng sốt xuất huyết với các triệu chứng sốt khác thì mình thường dựa vào cái triệu chứng sốt huyết dưới da và sốt huyết dưới niêm mạc của bệnh nhân. Theo các bác sĩ, những người đã từng bị sốt xuất huyết vẫn có nguy cơ tái mắc, thậm chí nặng hơn lần đầu vì sốt xuất huyết không phải miễn dịch bền vững. Rất nhiều bệnh nhân nhập viện đến cùng một khu vực. Đang nói, hầu hết bệnh nhân thường nhầm lẫn sốt xuất huyết với các bệnh lý khác nên đến viện muộn khi tiểu cầu tụt mạnh. Do đó, nếu thấy có biểu hiện sốt cao li bì, đau mỏi, người bệnh cần tới cơ sở y tế để được phát hiện và điều trị sớm, tránh biến chứng nguy hiểm. Nếu là sốt huyết thể nhẹ thì sau khi được xác định chẩn đoán thì có thể theo dõi điều trị những giai đoạn đầu được theo dõi điều trị ở nhà nhưng phải được chẩn đoán xác định. Còn những sốt huyết mà nặng thì phải được điều trị tại hoặc là có những cái yếu tố nguy cơ
ví dụ như phụ nữ có thai, người lớn tuổi hay sống một mình, hay trẻ em nhỏ thì hoặc là nhiều có bệnh nhân nền thì phải được điều trị theo dõi tại cơ sở y tế để tránh cái diễn biến nặng, và khi có cái diễn biến nặng được xử trí kịp thời. Nếu như mà không được xử trí kịp thời hoặc là điều trị thích hợp thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng và các bệnh nhân có thể tử vong. Các chuyên gia y tế nhận định chu kỳ bùng phát sốt xuất huyết 4 đến 5 năm lặp lại như trước đây đã bị phá vỡ do biến động của thời tiết. Thông thường, dịch sẽ xuất hiện nhiều từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Tuy nhiên, thời điểm này, dù mới đang tháng 7, nhưng dịch sốt xuất huyết đã có diễn biến bất thường. Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do muỗi truyền nhiễm, Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai mạnh mẽ hơn nữa hoạt động diệt loang quang bọ gậy trên địa bàn ngay trong tháng 7 năm 2023. Duy trì hoạt động một tuần một lần tại các khu vực có nguy cơ cao, hai tuần một lần tại các khu vực có chỉ số muỗi loang quang bọ gậy cao và một tháng một lần tại các khu vực còn lại. Đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ và xử lý triệt để ổ dịch bệnh truyền nhiễm tại địa phương, đảm bảo 100% các ổ dịch được phát hiện và xử lý kịp thời theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện sốt xuất huyết vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng ngừa. Chính vì vậy, trong thời gian cao điểm của bệnh nguy hiểm này, người dân cần chủ động phòng tránh theo khuyến cáo của ngành y tế, qua đó góp phần không để dịch lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Bệnh sởi là một trong những căn bệnh lây lan nhanh và dễ trở thành dịch trên diện rộng, đặc biệt nếu bệnh nhân không được điều trị đúng cách có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm. Vậy triệu chứng của bệnh sởi là gì? Cần cách ly bao nhiêu ngày để tránh lây lan bệnh? Để hiểu rõ hơn về bệnh lý này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi phỏng vấn với bác sĩ Hoàng Đức Thế, khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trao đổi cùng chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa bác sĩ, bệnh sởi và sốt phát ban thì đều có những cái biểu hiện khá giống nhau ở giai đoạn ủ bệnh. Bác sĩ có thể hướng dẫn cách phân biệt hai bệnh này không ạ? Bệnh sốt phát ban và bệnh sởi có những các triệu chứng khá tương đồng trên lâm sàng, nhưng nó có một số đặc điểm khác nhau để nhận biết. Đó là sốt phát ban thì các ban nó mọc sẽ toàn thân và sau khi ban hết thì sẽ không để lại cái vết thâm như đối với bệnh sởi. Còn đối với bệnh sởi thì các cái ban thì nó sẽ mọc theo một cái trình tự nhất định, đó là từ sau tai, mặt, lưng, và sau đó khoảng 2-3 ngày thì nó sẽ mọc ra toàn thân. Và khi ban nhạt dần, nhạt màu dần thì bong vảy và các cái vết để lại các vết thâm mà khoảng một thời gian sau nó mới tự mất được. Khi phát hiện các triệu chứng của bệnh sởi thì người bệnh cần cách ly bao nhiêu ngày thưa bác sĩ? Người mắc bệnh sởi thì hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh khoảng 7 ngày từ kể từ ngày có triệu chứng phát ban. Người mắc bệnh sởi phải được cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở điều trị theo nguyên tắc cách ly đối với bệnh lây truyền qua đường hô hấp, sử dụng khẩu trang cho người bệnh, người chăm sóc, tiếp xúc gần và nhân viên y tế, tăng cường vệ sinh cá nhân, sát trùng mũi họng, giữ ấm cơ thể, nâng cao thể trạng và để tăng sức đề kháng. Bệnh sởi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm. Bác sĩ có thể nói rõ những biến chứng của bệnh lý này không ạ? Biến chứng do virus sởi gây nên nó thể hay gặp đó là viêm phổi, kẻ thâm nhiễm tế bào khổng lồ, viêm thanh khí phế quản, viêm cơ tim, viêm não, màng não cấp tính. Ngoài ra thì do điều kiện dinh dưỡng và chăm sóc kém thì có thể gây nên tình trạng là viêm loét hoại tử hàm mặt, viêm loét giác mạc gây mù lòa và suy dinh dưỡng. Các biến chứng khác thì gặp là lao tiến triển, tiêu chảy, và đối với phụ nữ ở mang thai thì có thể gây tình trạng là thai chết lưu, sảy thai, đẻ non. Xin bác sĩ đưa ra lời khuyên để người dân phòng tránh bệnh sởi, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Cách tốt nhất để phòng bệnh sởi đó là trẻ em được tiêm đầy đủ và đúng lịch hai mũi vaccine và áp dụng các cái biện pháp phòng chống chung, đó là đeo khẩu trang chủ động cho mọi người, thường xuyên rửa tay và bằng các loại sát sát trùng, giữ nhà cửa thông thoáng sạch sẽ, ăn uống đầy đủ, tăng cường sức đề kháng, bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin A. Nếu nghi ngờ mắc bệnh sởi thì người dân phải đến các cái cơ sở y tế để phát hiện sớm và điều trị, tránh những cái biến chứng. Chuyên mục Sức khỏe và đời sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phòng khám tiết niệu năm học 165-167 Quang Trung, Thanh Hóa, khám tư vấn điều trị các bệnh lý về năm học tiết niệu. Địa chỉ 165-167 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa. Hotline 0912 133 335, 0919 688 959.